này này cái bớ này, này 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 đấy này, đấy là bớ đấy là trong hoàn toàn là sạch sạch nè, bớ trong theo phương pháp là sạch sẽ organic đó, đó bớ sạch đúng không, bớ sạch đó, cỡ một tháng nữa hoặc là hai tháng nữa đến đây thì nhiều lắm đấy, đấy đấy. Còn còn nếu mà bơ mà ra chục cái bơ làm sao ấy, ra chục cái bơ quả nó nhiều lắm. Họ tới thu mua, họ đòi bao nhiêu trái, họ mua bao nhiêu? Họ mua ký, họ mua ký 70 ngàn một ký, 50 ngàn. Mà bơ nhỏ đó, bơ nhỏ nhỏ. Nhỏ bằng trứng gà. Bơ nhỏ đó phải không? 70 ngàn ký thôi, bơm thì nó to lên bao nhiêu đó bơ. Họ bơm nó to lắm, nó to. Nó to hai quả một ký. Ghê chưa ba? Cái trứng hai quả một ký. Bằng cái trứng gà mà bơm to lên bằng hai quả. Phân cùng. Hai quả một ký á. Giống như vậy đây chứ nó bấm phi ra to rồi nó hái quả. Trời ghê rồi trời. Đi đằng sau tôi cái bơ. Đúng rồi. Ở đây có cái bơ cái bơ chụp hình cây. Không Minh có cái bơ không Minh. Nè cái nó nhiều đi hả? Đi đằng sau cái ra sau cái chụp nó mới đỏ được, đỏ chết à. Thấy đó, em thấy đó nè. Thấy nhưng mà nó cái im, nó ngò ít đi theo sao đây này, chỏi vào. Từ từ coi. Ồ, chỏi ra đừng thiệt kia, chụp hết cái cây như vậy này, nó mới nhiều. Đó, chơi bớ rồi, chơi bớ rồi. Đừng thiệt kia, chụp nó nhiều quá, nó ngoan kia.